Bus. Hey, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. Đồ chơi mình có thể mua ở đâu nhỉ? Đó là máy bán hàng tự động. Cho tôi lấy một cục pin. Ôi, cậu ấy cần một cục pin nữa. Mình phải làm gì bây giờ? À, mình có cách rồi. Mình có pin rồi. Một chút nữa thì bị lộ. Ôi không. Ôi Rudolph. Ôi đừng đến đây, đừng đến đây, đừng đến đây, đừng đến đây. Máy bán hàng tự động à? Tôi muốn mua soda. Bùm bùm. Ôi không. Không, không có soda. Sao thế nhở? Sao mà lâu thế? Mình có ý này. Có thế chứ, người thông minh nhất trái đất là mình. Mình muốn mua một thứ nữa. Cậu ấy vẫn muốn mua nữa. Không có vấn đề gì, cậu muốn mua cái gì tớ cũng sẽ chịu. Mình muốn mua một quả táo. Sao quả táo lại bị cắn mất một miếng thế này? Sao lại thế nhở? Mình có ý này. Mình có ý này. Một quả táo mới. Máy bán hàng tự động có thể thay đổi hàng hóa cơ à? Ôi, Miu Miu, Miu Miu, đến đây. Hãy xem cái máy bán hàng tự động kỳ diệu này này. Máy bán hàng tự động kỳ diệu á? Thật không? Tớ cũng muốn thử. Ôi trời ơi, Miu Miu thông minh lắm. Làm thế nào để không bị phát hiện ra bây giờ? Mình muốn mua nước chanh. Nước chanh ư? Ôi không, cái gì mới gọi là nước chanh? Thử cái này xem nào. Không, đây không phải là nước chanh. Wow, nó thực sự có thể thay đổi mọi thứ. Đấy, mình đã nói rồi mà. Không, không phải cái này. Được rồi, quên nước chanh đi. Tôi muốn uống sữa. Sữa? Tất nhiên rồi. Hey.
Hãy biến hình đi nào. Kiki, đi ra đi, mình biết đó là cậu. Miu Miu, mình đã làm hỏng máy bán hàng. Cậu làm hỏng á? Nhìn này, không hỏng, nó chưa được cắm điện mà. Máy bán hàng tự động Baby Bus. Ơ, đúng là nó rồi. Để tôi thử cho. Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi tiêm phòng ở trường để phòng bệnh. Tiêm phòng? Kiki, cậu làm sao vậy? Kiki, nhanh lên nào, muộn mất rồi. Tôi không muốn tiêm phòng một chút nào đâu. Tớ bị đau đầu quá. Đau đầu á? Cậu cần phải đến bác sĩ thôi. Tớ sẽ gọi xe cứu thương. Không, bây giờ tớ chỉ muốn về nhà ngay thôi. Không, không. Kiki, con bị đau đầu à? Con có bị sốt không? Để cô đo thân nhiệt của con trước đã. Ôi không, mình phải làm gì bây giờ? Cô ấy sẽ phát hiện ra mình giả vờ ốm mất. Mình có ý này. Con đo nhiệt độ giúp cô nhé. Cô nhìn đây này, 39 độ rồi đấy. Cô ấy sẽ không phát hiện ra là mình nói dối đâu. Đây là một cái nhiệt kế đo miệng, con phải đặt nó vào trong miệng. Há miệng ra nào, hãy thử lần nữa. Con ổn mà, không hề bị sốt. Không ổn rồi, mình cần phải tìm ra một cách khác. À, có rồi. Cô ơi, con đau họng quá. Cô kiểm tra giúp con với. Để cô kiểm tra xem nào. Bây giờ thì cô ấy sẽ không phát hiện ra được mình giả vờ đâu. Của con đây. Con hãy uống một chút nước. Nước ạ? Không, con không cần nước. Con cần nước. Họng con ổn, không bị viêm. Ôi, con đau bụng quá. Nhưng con trông ổn mà. Chờ chút, để cô lấy ống nghe. Họ sẽ không thể biết là mình đã giả vờ ốm đâu. Hả? Vì sao bụng con lại to vậy? Phải làm phẫu thuật trong 10 phút nữa. Tại sao lại phải phẫu thuật? Sẵn sàng để phẫu thuật chưa nào? Ôi không, mình phải làm gì bây giờ? Mình cần phải ra khỏi đây. Ôi không. Ôi, họ đang ở ngoài. Cửa sổ. Mình đã tìm ra cách trốn khỏi đây rồi.
Wow, la 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 la, tôi rất là yêu san hô, la 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 la, la 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 la. Dừng lại ngay! Hả? Không được ăn cắp san hô. Ồ không, đó là đội trưởng cá mập chuồn thôi. Đứng lại, đứng lại, đứng lại ngay. Đứng lại! Đứng lại ngay! Đứng lại! Đứng lại! Mình làm sao vậy nhỉ? Ôi mệt quá đi mất! Có việc gì khẩn cấp vậy? Cá mập là một loài cá, là người đứng đầu đại dương. Anh ấy rất giỏi trong việc bắt kẻ xấu. Tất cả tội phạm đều sợ anh ấy. Nhưng anh ấy cảm thấy khó thở khi đang đuổi bắt một tên trộm. Anh ấy cần sự giúp đỡ của các bạn. Chúng tôi sẽ đến đó. Đội sức cứu hộ, chúng ta đi nào. Sao vậy nhỉ? Ôi, mệt quá. Đội siêu cứu hộ đâu rồi? Họ đến rồi. Đội trưởng cá mập, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi đuổi theo một kẻ đánh cắp san hô, nhưng sau đó tôi cảm thấy mình không thở được. Đội trưởng, anh có thể dừng lại để chúng tôi kiểm tra giúp anh được không? Nhưng tôi không thể dừng lại được. Tại sao? Để tôi kiểm tra. Đội trưởng cá mập phải liên tục bơi để nước có thể đi qua mang và anh ấy có thể thở. Nếu anh ấy ngừng bơi, mạng sống của anh ấy có thể gặp nguy hiểm. Gặp nguy hiểm? Đừng lo lắng, đội trưởng, tôi sẽ khám cho anh. Là kết quả, màng cá của đội trưởng cá mập bị tổn thương, vì vậy anh ấy cảm thấy khó thở. Tớ hiểu rồi, tớ sẽ điều trị ngay bây giờ. Ừ.
Miu Miu, tớ tìm thấy vết thương mang của đội trưởng cá mập bị chảy xước bởi một mảnh san hô. Nó vẫn bị mắc kẹt ở bên trong này này. Nó đã bị hút vào cùng với nước khi anh thở. Đây chính là nguyên nhân. Tớ sẽ chữa lành vết thương ngay bây giờ. Súng siêu dây. Cảm ơn mọi người, tôi có thể thở thoải mái lại rồi. Tôi tràn đầy năng lượng và tôi sẵn sàng để tóm gọn tên trộm đó ngay bây giờ. Lẽ ra tôi đã bắt được hắn ta. Đừng lo lắng đội trưởng, chúng tôi sẽ giúp anh. Tuyệt vời. Xem này. Đã thấy hắn, hắn ở đằng kia kìa. Không ai có thể bắt được ta. Không. Đứng lại ngay. Tạm biệt. Ôi không. Cần phải tìm chỗ trốn trước đã. Anh có tìm thấy gì không đội trưởng? Đội trưởng cá mập có khứu giác rất nhạy bén. Anh ấy chắc chắn sẽ tóm được tên trộm nếu hắn còn ở đây. Hả? Ngươi không còn nơi nào để chạy đâu. Ôi không. Đứng lại ngay. Bắt được ngươi rồi. Cẩn thận. Kiki, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cứu. Tớ cần phải gọi ngay cho trụ sở. Kaka, chúng tôi gặp rắc rối. Chúng tôi cần Rudon tới đây càng sớm càng tốt. Ngay bây giờ. Đa do Rudon, Kiki cần sự giúp đỡ của các bạn. Hãy sẵn sàng di chuyển ra ngay bây giờ. Hiểu rồi, Rudon sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách từ biển cả. Tôi đây. Rudon, chúng tớ cần bạn cắt cabin để cứu đội trưởng cá mập và cả chó sói nữa. Sẵn sàng. Tôi thoát rồi. Không ai có thể bắt được tôi nữa. Hả?
Kiki! Chúng ta ổn! Yeah! 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 Cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn. Đội siêu cứu hộ, các bạn đã làm rất tốt. Anh làm rất tốt vì đã bắt tất cả tội phạm cho người dân. Ừ, tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu. Tạm biệt. Đội siêu cứu hộ, giữ gìn sự